Con gái Đông Nhi mọi ngày đùa giỡn thả ga, đến lúc đi học lại vỡ òa. Mới đây, gia đình Đông Nhi và ông Cao Thắng khiến dân tình thích thú khi chia sẻ khung hình đưa bé Wendy đến trường. Đây là lần đầu tiên nhóc kỳ nhập học sau khi vợ chồng nghệ sĩ đã thu xếp thời gian và cô bé đã cứng cáp khôn lớn hơn. Thế nhưng trái ngược với những lúc vui đùa thích thú, khi được đi chơi, nhóc kỳ lại òa khóc, phụng phịnh khiến ai nấy đều thích thú. Là một trong những ngôi sao mạng xã hội, bé Wendy luôn khiến cộng đồng mạng, nhất là hội bỉm sữa, phát cuồng bởi những biểu cảm ngộ nghĩnh, khoảnh khắc dễ thương. Là một cô bé năng động hay cười không ngại đám đông, nhưng con gái Đông Nhi lại rất sợ hãi, lo lắng, thậm chí chưa hứng thú trong những ngày đến lớp. Nếu như cặp đôi nghệ sĩ vui mừng, khôn xiết khi con bước sang cột mốc mới trên chặng đường khôn lớn, thì bé nhỏ lại tu nhịn, không còn tỏ ra háo hức như thường ngày. Từ khi con gái Đông Nhi chào đời, đã tự tay chăm sóc giáo dục cô bé, dù cho con cuộc sống hiện tại thoải mái, nhất là cặp đôi nghệ sĩ vẫn rèn nếp cho con. Bé Wendy dù có nhỏ nhưng đã khá tự lập, tự có thể ăn uống, đánh răng và giúp ba mẹ một số công việc phù hợp. Với sự dìu dắt của thầy cô khi đến trường, mọi người đã đợi nhóc tì sẽ có nhiều đặc biệt, phát triển toàn diện, các kỹ năng hơn. Bé Wendy bắt đầu đi học, hứa hẹn sẽ có nhiều câu chuyện thích thú kể về nhật ký, cặp sách đến trường ái nữ, cùng chờ những khoảnh khắc dễ thương, nhí nhảnh của con gái Đông Nhi và ông Cao Thắng. Khung ảnh kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Hà Hồ và Kim Lý. Mới đây trên trang cá nhân, Hà Hồ và Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh gia đình sau thời gian kéo dài. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 5 năm yêu và cưới Kim Lý, Lưu Hoàng Giải Trí đã cho cặp đôi song sinh lên sóng. Gác lại lịch trình dày đặc, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đi nghỉ dưỡng trong ngày kỷ niệm cột mốc thời gian yêu nhau. Đặc biệt, cặp đôi này tận hưởng không khí mát mẻ ngày hè trong một resort sang trọng ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Song tưởng chừng Kim Lý Hà Hồ trốn con để tận hưởng không gian riêng tư, thế nhưng cặp đôi song sinh Leon và Lisa đã có mặt tại trong chuyến đi này. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mới đây là nhân vật chính, thế nhưng hai con của họ hoàn toàn chiếm spotlight. Nhưng mọi khi cặp đôi hot kid này khá thích thú khi những hoạt động ở ngoài trời, đặc biệt là khi đi bơi cùng bố mẹ. Khung ảnh gia đình hạnh phúc này khiến khán giả phải suýt xoa ngưỡng mộ, để bà xã tỏa sáng trước ống kính. Kim Lý một tay giữ và để ý mắt Lisa và Leon. Một lần nữa có thể, nam diễn viên Hương Ga không khác là người chăm sóc hai con, là hậu phương vững chắc để Hồ Ngọc Hà yên tâm hoạt động nghệ thuật. Một số bình luận của cư dân mạng, lâu rồi mới thấy hình ảnh gia đình Hà Hồ và Kim Lý, chị Hà cho Lisa và Leon lên sóng nhiều, nha chị. Mẹ Hà cứ tỏa sáng, Lisa và Leon đã có ba lo. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lần đầu gặp gỡ khi hóa thân thành cặp đôi trong MV Cả Một Bầu Trời Thương Nhớ. Suốt thời gian đó, cặp đôi luôn khiến khán giả đoán già đoán non, khi liên tục xuất hiện bằng chứng hẹn hò. Mãi đến tận tháng 11 năm 2017, Hồ Ngọc Hà khẳng định về việc yêu bản diễn khoảnh khắc hôn Kim Lý. Sau khi yêu và công khai, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thoải mái xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Cặp đôi luôn dành cho nhau những lời yêu thương có cánh. Hơn nữa, cả hai đều có mối quan hệ tốt với gia đình đối phương. Đến tháng 10 năm 2020, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hạnh phúc chào đón con chung cặp đôi song sinh Lisa và Leon. Sau khi sinh con, Nữ Hoàng Giải Trí cũng rơi nước mắt khi nhận được lời cầu hôn của từ nửa kia. Ở hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã ở bên nhau 5 năm, dù chưa có đám cưới nào diễn ra, sang trọng họ đã trở thành cặp vợ chồng hợp pháp. Hai nhóc kỳ sinh đôi cũng là trái ngọt giúp tình yêu của cặp đôi thăng hoa hơn. Hồ Ngọc Hà bù đắp thời gian cho con trai nhóc kỳ, khoe 1.000 biểu cảm. Sau những ngày dạo phố cùng bạn sao, Hồ Ngọc Hà bù đắp cho quý tử nhí nữ ca sĩ và bé Leon, khiến khắp không gian đường phố rộn ràng hơn.
nhờ những biểu cảm ngộ nghĩnh dễ thương của cậu Ú. Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh. Hai nhóc kỳ sinh đôi đã đến trường, do đó nữ nghệ sĩ và ông xã luôn cố gắng tranh thủ những khoảng thời gian quý báu để chơi cùng các con. Gia đình kiểu mẫu này nếu không đưa con đi du lịch cuối tuần thì cũng sẽ nhiều hoạt động khác, đi dạo phố, chơi đùa khu vui chơi hay hoạt động tại nhà. Hơn một tuổi, bé Leon nhà Hà Hồ và Kim Lý vẫn giữ vững ngôi vị trí thánh men nhí của Vbiz. Mỗi lần xuất hiện dưới ống kính của ba mẹ, cậu Ú đều bộc bạch gương mặt với nhiều trạng thái biểu cảm đa dạng, cực kỳ hài hước, vui vẻ, tỏa ra năng lượng tích cực cho mọi người. Nhóc thì không ít lần khiến người hâm mộ phải bật cười vì biểu cảm cá dễ thương và tinh nghịch. Cậu nhóc chẳng cần pha trò gương mặt, tự nhiên cũng có nét gì đó hài hước và hòm nam châm. Vui vẻ của gia đình nhà Hà Hồ và Kim Lý, nhưng đông đảo khán giả người hâm mộ, nét bập môi trợn mắt và những biểu cảm làm thương hiệu của Leon Quý Tử luôn khiến dân tình ôm bụng cười vì nhóc thì quá đỗ tinh nghịch và đáng yêu. Sự thu hút của bé Leon nhà Hà Hồ đã được chứng minh qua những bài viết khoảnh khắc đều thu hút hàng trăm ngàn lượt thả tim và bình luận.